Trần Hạo Dân xin lỗi vì đùa cợt về bộ phim 10 năm trước. Trần Hạo Dân liên tiếp vướng thị phi đời tư. Mới đây, nam diễn viên phải xin lỗi vì nói đùa về bộ phim Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến. Ngày 20 tháng 10, trang HK01 đưa tin nam diễn viên Trần Hạo Dân đã lên mạng xã hội xin lỗi vì những tranh cãi về phát ngôn trong thời gian gần đây. Tôi thành thật xin lỗi đông đảo cư dân mạng vì đã gây phiền nhiễu, chiếm dụng tài nguyên công cộng. Tôi thực sự đã phát ngôn không phù hợp, Trần Hạo Dân viết. Sự việc bắt đầu khi Trần Hạo Dân và vợ Tưởng Lệ Sa cùng các con vừa ăn vừa trò chuyện với khán giả. Con gái của Trần Hạo Dân nói, không phải rau dại đã bị Vương Bảo Xuyến đào hết rồi sao? Còn nam diễn viên trả lời, cha đã tới chỗ của Vương Bảo Xuyến để lấy. Không những vậy, Trần Hạo Dân còn đăng nhiều ảnh của bộ phim Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến lên mạng xã hội với lời đùa cợt, ăn rau 18 năm. Chắc là sẽ ít bị mỡ máu, béo phì. Nhiều khán giả cho rằng Trần Hạo Dân đang đùa giỡn không hay về một phụ nữ nổi danh trong văn hóa Trung Quốc. Năm 2012, Trần Hạo Dân và Tuyên Huyên đóng chính trong phim truyền hình Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến. Trong đó, Tuyên Huyên vai Vương Bảo Xuyến vốn là con gái của tể tướng nhưng cãi lời cha, từ bỏ gia đình quyết tâm chạy theo tiếng gọi của tình yêu, trở thành vợ của Tiết Bình Quý, Trần Hạo Dân. Sống chung chưa được bao lâu, Tiết Bình Quý lên đường đánh giặc, để lại Vương Bảo Xuyến ở quê nhà chờ đợi 18 năm. Cuộc sống khổ cực, gặp nhiều khó khăn khiến Vương Bảo Xuyến phải đào rau dại ăn. Trong phim, Tiết Bình Quý thắng trận, lại cưới công chúa. Dù sau đó hai vợ chồng gặp lại, giải tỏa hiểu nhầm nhưng Tiết Bảo Quý sớm qua đời. HK01 cho biết Vương Bảo Xuyến luôn được coi là hình mẫu của những người con gái hết lòng vì tình yêu, trung trinh, tảo tần. Nhiều khán giả còn cho rằng Tiết Bảo Quý không xứng đáng với những hy sinh của Vương Bảo Xuyến. Do đó, khi Trần Hạo Dân bông đùa về nhân vật này, nam diễn viên Hồng công nhận lại những phản ứng tiêu cực của khán giả. Nhiều người bình luận Trần Hạo Dân là một nghệ sĩ có nhiều tai tiếng về đời tư, là người chồng không đủ tư cách. Nhưng nam diễn viên lại giễu cợt về người vợ dành cả cuộc đời cho gia đình. Vì những tranh cãi trên, scandal cưỡng hôn nữ diễn viên trẻ Trần Gia Hằng năm 2011 của Trần Hạo Dân cũng bị nhắc lại, cho thấy nam diễn viên là người chồng tồi. Thời điểm đó, Trần Hạo Dân vừa kết hôn cùng Tưởng Lệ Sa, vợ anh đang mang thai, còn đầu lòng. Hành động thiếu kiểm soát trong lúc say của tài tử với nữ diễn viên 19 tuổi khiến anh bị công chúng chỉ trích thậm tệ. Dưới sức ép dư luận, ngôi sao Thiên Long Bát Bộ phải tổ chức họp báo cùng vợ công khai xin lỗi Trần Gia Hằng. Năm 2011, Trần Hạo Dân cũng bị nữ diễn viên Trung Hân Đồng tố quấy rối tình dục, thường xuyên đập cửa phòng cô khi say rượu. Do đó, danh tiếng của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.